Thưa quý vị và các bạn, có thể nói tháng 12 là tháng khá bận rộn vì đây là thời điểm mọi lĩnh vực ngành nghề tổng kết sau một năm hoạt động. Riêng đối với công ty điện lực Bạc Liêu, tháng cuối năm 2020 này còn là tháng mang ý nghĩa đặc biệt kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam 21 tháng 12 năm 1954, 21 tháng 12 năm 2020. Hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam cùng ý nghĩa của tháng tri ân khách hàng, công ty điện lực Bạc Liêu đã tiến hành nhiều hoạt động hướng đến khách hàng. Trước tiên là giải quyết các yêu cầu dịch vụ về điện. Với phương châm trong tháng tri ân khách hàng là các điện lực không để xảy ra khiếu nại về dịch vụ khách hàng do trách nhiệm của ngành điện, cùng thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện. Công ty điện lực Bạc Liêu đảm bảo mọi yêu cầu của khách hàng đều được tiếp nhận kịp thời, quá trình giải quyết đúng quy định, cam kết thời gian giải quyết theo quy trình kinh doanh điện năng. Đến với chương trình vệ sinh công nghiệp trạm biến áp, công ty cổ phần thủy sản Minh Hải F69 được tiếp cận gói dịch vụ vệ sinh ưu đãi miễn phí. Có thể nói đây là gói dịch vụ thân thiện khá hữu ích, đặc biệt là đối với những khách hàng có ngành hàng chuyên biệt với nhu cầu sử dụng điện thường xuyên, công suất lớn như công ty F69. Đối với sản xuất bên ngành thủy sản thì cái nguồn điện là cái quan trọng nhất trong cái vấn đề quan trọng không kém về phần thực phẩm. Nếu mà thiếu phần điện thì cái không thể sản xuất được. Thì trong thời gian qua thì cái ngành điện cung cấp điện cho bên ngành sản xuất của chúng tôi là rất là ổn định. Cúp điện, cắt điện thì có thông báo. Cái quá trình sản xuất như vậy rất ổn định. Theo tôi biết thì chương trình này là cái chương trình thường xuyên hàng năm của Điện lực thành phố Bạc Liêu nhằm tri ân khách hàng sử dụng điện và đồng hành cùng Điện lực Bạc Liêu. Qua đó thấy được sự mà chăm sóc khách hàng của Điện lực thành phố Bạc Liêu cũng như ngành điện nói chung. Cái trạm biến áp sử dụng lâu ngày nó sẽ bám bẩn bám bụi, mà khi bám bẩn bám bụi thì nó xảy ra sự cố. Mà khi xảy ra sự cố thì sẽ gián đoạn cái công việc sản xuất kinh doanh của nhà máy. Thành ra nhờ cái chương trình này của bên Điện lực thành phố Bạc Liêu, chúng tôi yên tâm hơn về vấn đề và bị gián đoạn do sự cố. Xác định trách nhiệm xã hội là hoạt động không thể thiếu nhằm đảm bảo uy tín và nâng cao hình ảnh của công ty. Trong tháng hành động tri ân khách hàng, công ty Điện lực Bạc Liêu đã thực thi kế hoạch cụ thể các hoạt động an sinh xã hội. Nổi bật nhất là các chương trình thắp sáng đường quê, thắp sáng niềm tin và tuần lễ hồng EVN lần thứ 6. So với thời điểm của những ngày chưa có điện thắp sáng, không gian đường làng ngõ xóm một màu tối, vắng khi đêm về. Chúng tôi cảm nhận rất rõ niềm hân hoan của bà con ở ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình hôm nay. Ánh sáng của đèn điện về đêm không chỉ làm cho vùng quê nơi đây vui hơn mà còn giải quyết được nhiều nỗi lo trong cuộc sống của người dân. Nói chung là ở đây thì dân ở đây thì trong cái nông thôn á thì cái điều kiện á thì kinh tế thì nó cũng có phát triển thiệt, mà đều có dân có cái điện lực mà có hỗ trợ cũng như gì thì ở đây thì dân người ta là đi rất là mừng, là rất phấn khởi là trên vấn đề cái đường của mình để là cho nó cô bác có thuận tiện đi lại cho nó dễ dàng. Đó, như vậy là ở đây cũng dân là cũng đi rất là cái ủng hộ là cái phần này. Có cái điện đường này thì trên vấn đề là vừa phát triển kinh tế nè, vừa là cái cuộc sống của mình là nó cũng dễ dàng hơn. Thí dụ mình làm ăn phương tiện nuôi tôm nuôi tép đồ này nó cũng dễ, nó đi cái dễ dàng hơn hồi xưa. Trong đó thì đèn dầu bây giờ thì có điện rồi, có điện mà bây giờ trở lại thắp sáng đường nữa thì trên vấn đề nó khang đi trang hơn đó. Thì cũng mong muốn là trong cái thời gian tới mình phải giữ gìn mô hình này. Hồi đó thì mình chưa biết với cái lộ vừa làm xong, thì bây giờ đã làm lộ xong thì đường nữa, đèn có nữa thì nó là rất tốt rồi. Đường ấp địa phương thì cũng có nhận động người mấy trăm ngàn, 200-300 ngàn gì đó để mình cùng nhau, để cùng địa phương á, xã rồi có 300 ngàn, thấy lúc đó vấn đề đó thì quá dễ dàng với người dân rồi, để cùng với nhà nước làm nữa mà làm thôn mới cho nó đẹp đẽ vậy thôi, mình nó quá tốt luôn rồi. Làm những đường sáng cho bà con người ta đi để cho nó, thứ nhất là cái mấy vấn đề để nhất là để sáng, thứ hai nữa về cái an toàn ban đêm hôm rồi khi mình cũng sợ trộm cắp rồi đó, còn cái này thì cũng mừng lắm ạ. Nói chung ai cũng mừng hết. Tốt rồi đó, nếu ra nhà nước mà có làm thế này thì quá tốt rồi. Nói như người dân ở đây thì mình thấy là tốt dữ rồi đó. Về ban đêm thì thắp sáng thì nó cũng như mình đi rồi đó, đi đứng rồi nó cũng thoải mái hơn.
cũng như hồi trước thì nó như mình đi những đoạn mà vắng rồi mình cũng hơi sợ, còn bây giờ thì sáng hết thì mình đi là cảm thấy thoải mái hơn rồi. Chứ cái đường cái này hồi đó nó hơi nhỏ nữa, nhưng mà làm được cái đường lớn như bây giờ thì bây giờ mình có điện nữa thì hai cái này nó kết hợp nhau là quá tốt rồi, đối với mình thì thấy tốt dữ rồi đó. Dưới sự chỉ đạo của ban lãnh đạo công ty điện lực Bạc Liêu, chương trình thắp sáng đường quê được tiến hành thực hiện dưới hình thức mỗi điện lực phối hợp với chính quyền địa phương chọn lựa lắp đặt đường dây đèn tiết kiệm điện tại một số tuyến đường nông thôn, và con đường chính kinh ngang của ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh được điện lực Hòa Bình chọn làm điểm tiến hành đợt này. 60 trụ điện được lắp đặt miễn phí, mỗi trụ cách nhau 40 m. Tuyến đường kinh ngang của ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh dài 2.400 m, có điện thắp sáng đi qua. Cái ấp Vĩnh Bình là có là 253 hộ dân sinh sống. Rồi cái tuyến lộ này là tổng số chiều dài là 1.600 m. Là sau khi mà mình đã làm xong thì giờ có cái chủ trương là làm thắp sáng đèn đường quê đối với ấp Vĩnh Bình. Thì trong đó đảng ủy, ủy ban, các ban ngành đoàn thể của xã là đi vô vận động dân để là góp bằng với cái là đường đèn. Đồng thời công ty điện lực đã góp phần cho cái ấp này là 60 bóng đèn, là 1.500 là mét điện để là mắc bóng đèn. Thì hiện nay bữa nay là bắt đầu mình tiến hành mình làm đó. Thì thấy cái này đó thì nói chung, nhìn chung là đi vô dân thì dân phấn khởi, dân là đồng tình với mình luôn. Rồi là vô vận động tới đâu thì dân là đồng tình với mình tới đó. Thì để mục đích là mình thắp sáng để nhằm là bảo vệ vấn đề an ninh trật tự cho xóm ấp luôn. Như lời chia sẻ của một số người dân khu vực, có đèn thắp sáng đường không chỉ giúp giao thông về đêm dễ dàng mà còn góp phần giữ an ninh nơi xóm ấp. Thắp sáng niềm tin là chương trình dành cho đối tượng hộ khó khăn, hộ nghèo hoặc gia đình chính sách nhằm hỗ trợ sửa chữa điện, lắp đường dây và đèn tiết kiệm điện phục vụ sinh hoạt gia đình. Mỗi điện lực địa phương chọn 20 hộ thuộc tiêu chí thực hiện. Gia đình ông Phan Văn Dài, 67 tuổi, ngụ ấp Tràm 1, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, thuộc hộ nghèo trong ấp. Hiện nhà ông chỉ có hai vợ chồng già sống với nhau, thiết bị sử dụng điện không nhiều, cũng chỉ là đồ gia dụng, nên mỗi tháng ông chỉ trả khoảng 30.000 đồng tiền điện. Tuy nhiên, vấn đề đáng nói ở đây là hoàn cảnh gia đình ông Dài thường xuyên đi làm phụ hồ, chỉ có vợ ông ở nhà, nên việc sử dụng điện sao cho an toàn là nỗi lo của ông. Đầu tiên cũng câu nhờ người ta không à, rồi sau này mới vô chính thức, mới năm 2. Đầu tiên thì câu nhờ không, chạy điện nhờ không, ké. Rồi sau này mới vô được ơn. Bây giờ nhà của mình hôm nay là đến là có bên điện lực người ta đến, người ta làm cái gì vậy chú? Thì giờ vô bóng đèn cho tôi rồi đó, đàng hoàng tử tế cho người, hôm qua đùm đùm này để cắt bỏ cho người đó, gọn gàng rồi đó. Mới cắt cội ngang qua đó, làm đàng hoàng hết trơn, gắn bóng tròn, đàn dài đủ hết trơn rồi. Sợ bả là ưa lập chụp này, điện này kia nọ, tôi cũng làm cũng an tâm lắm. Cũng mang ơn mấy anh điện lực giúp đỡ cho tôi, gia đình tôi an toàn với vụ điện rồi, không còn lo sợ với điện nữa. Thì cũng cảm ơn. Thiết thực hơn là gia cảnh của ông Ngô Văn Phương, 85 tuổi, ấp Tràm 1, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, đang sống với người vợ mù. Gia đình ông có 3 người con, nhưng 2 đứa đã mất, một đứa thì hơn 10 năm không liên lạc. Hiện tại, hai vợ chồng ông Phương sống bằng tiền trợ cấp người cao tuổi và tình thương của bà con chòm xóm. Cuộc sống đời thường không chỉ khó khăn trong chuyện cơm áo gạo tiền, mà còn bất tiện trong việc đi đứng, khi cả hai vợ chồng ông bà đều già yếu phải tự chăm sóc. Do vậy, có được nguồn điện sáng cũng phần nào giúp vợ chồng ông thuận tiện trong vấn đề sinh hoạt. Hồi trước nhà bà nói đây có điện không ông? Không. Rồi bây giờ nhà mình có điện chưa? Bây giờ có. Rồi bây giờ điện đó nhà mình xài cái gì? Nấu cơm, đốt đèn. So với hồi trước bây giờ mình thấy như thế nào? So với lúc không có điện rồi bây giờ mình có điện mình thấy sao ông? Bây giờ có điện thì thấy rõ, thấy đường, vui, mừng. Một trong những chương trình nổi bật tiêu biểu của chuỗi hoạt động tri ân khách hàng của Công ty Điện lực Bạc Liêu đó là tuần lễ hồng EVN lần thứ 6 với chủ đề lan tỏa yêu thương. Đây là lần thứ 3 Công ty Điện lực Bạc Liêu thực hiện hiến máu trong năm 2020. Đây là cũng là dịp
EVN và tập đoàn EVN là thực hiện cái chương trình là tuần lễ hồng EVN. Dạ, thì đây là lần thứ 9 là em là được đăng ký hiến máu nhân đạo. Đây cũng là ngay cái sự kiện mà tuần lễ hồng EVN được tổ chức hàng năm vào tháng 12 năm hàng năm, và em cũng rất là vui khi được cùng đồng hành cùng EVN để hiến máu nhân đạo của người. Đây là một cái hành động rất là ý nghĩa và để giúp cho những bệnh nhân có thể có đầy đủ cái lượng máu để tiếp tục cái cuộc sống, và giúp cho đặc biệt là giúp cho các bệnh nhi là có thể tiếp thêm cái cuộc sống của mình để thực hiện những cái ước mơ mà sau này các em còn phải thực hiện. Hưởng ứng tuần lễ hồng năm nay đã có gần 60 cán bộ công nhân viên của công ty đăng ký hiến tặng máu. Đây vừa là hoạt động thiết thực, vừa là niềm tự hào của cán bộ công nhân viên công ty khi được trực tiếp tham gia đóng góp vào công tác xã hội hướng về cộng đồng. Các cái hoạt động tri ân khách hàng thì hướng tới chào mừng 66 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam 21 tháng 12 1954 21 tháng 12 2020. Thì chương trình thường niên tháng tri ân khách hàng là hoạt động thiết thực quan trọng hướng tới cộng đồng, tiếp tục góp phần nâng cao hơn nữa hình ảnh ngành điện đối với xã hội và công chúng. Với mục tiêu hướng tới mọi khách hàng sử dụng điện định kỳ hàng năm, công ty Đường Bạc Liêu thực hiện các chuỗi hoạt động tri ân khách hàng như sau. Các chương trình tri ân khách hàng là vệ sinh công nghiệp trạm biến áp miễn phí cho 35 khách hàng trạm chuyên dùng với tổng số tiền gần 20 triệu đồng. Quay số trúng thưởng khi khách hàng cài đặt app chăm sóc khách hàng hoặc quan tâm trên Zalo của EVNSPC với tổng số tiền thưởng là 70 triệu đồng. Triển khai các hoạt động xã hội như sửa chữa điện, lắp đèn cho các gia đình thương binh liệt sĩ và trên 700 hộ nghèo với số tiền là 184 triệu đồng. Tài trợ học bổng, trao sách vở quà cho một số trường học với số tiền là 131 triệu đồng. Và chương trình thắp sáng đường quê với số tiền là 146 triệu đồng. Về hưởng ứng tuần lễ hồng EVN lần 6 với chủ đề lan tỏa yêu thương, thì công ty điện lực Bạc Liêu có 56 cán bộ công viên đăng ký tham gia hiến được hơn 66 đơn vị máu trong tháng tri ân khách hàng tháng 12/2020. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực hướng về cả cộng đồng xã hội. Mục đích, ý nghĩa của hoạt động tri ân khách hàng thì là tạo được cái sự gắn kết giữa ngành điện và khách hàng sử dụng điện. Tổng công ty điện lực miền Nam nói chung và công ty điện lực Bạc Liêu nói riêng là doanh nghiệp nhà nước chung tay vì cộng đồng và hướng tới phát triển bền vững, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thể hiện được hình ảnh doanh nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp, lấy khách hàng là trọng tâm để phát triển. Khép lại một năm hoạt động trên tinh thần trách nhiệm cao, công ty điện lực Bạc Liêu hy vọng một năm mới sẽ được đồng hành cùng khách hàng, được lắng nghe nhiều hơn ý kiến của quý khách hàng để nâng tầm phục vụ, mang lại sự tiện nghi cho khách hàng trong quá trình sử dụng điện. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục năng lượng và cuộc sống kỳ này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.